Hôm nay mình khóa chỗ xưởng cưa xe gỗ, mình xem xưởng cưa, xem cái máy cưa xe gỗ như thế nào. Mình quay lại Nhật Bản xem công việc của người xe gỗ có vất vả, có nguy hiểm không. Mình thấy hay, thấy là lạ, mình quay lại các bạn xem. Có gì thì bạn có ý cho mình để hành vi ô sau mình sẽ làm tốt hơn cho bạn xem, quay tốt hơn cho bạn xem. Mong là các bạn đón xem và góp ý kiến cho mình nhé.
Thank you.